Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tuấn Doanh Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Tuấn Doanh Nhật Cần Thơ lên là lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Đối với những sản phẩm mới thì chuyển khoản trước thì shop sẽ có chính sách hỗ trợ miễn giảm phí ship, và những sản phẩm mà giảm giá thì phí ship 30. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc ba lô kích thước bề ngang. Bề ngang là 28, chiều cao là 41, và cái bề dày là 18, da thật 100%, dùng để xách tay và đeo ba lô rất là ok, độ mới rất là cao và da rất là dày ha, da dày dặn, da thật 100%. Và khá là mới, có những cái ngăn chuyên biệt, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây để đựng những vật dụng nhỏ nhỏ ha. Đây mình nhìn cái thớ da của nó nè, rất là dày dặn luôn. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp hết, và bên trong nó sẽ có một cái ngăn bự nhất, đựng từ 5 đến 6 bộ đồ, lót sạch đẹp hết ha. Hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo nguyện ở đây, sạch đẹp hết. Da dày dặn chắc chắn, độ mới 85%. Lên giùm em một cái mã. Lên giùm em cục cái mã là 5009. 5009, 950.000. Và kế đến là một chiếc túi du lịch màu nâu sô-cô-la, kích thước bề ngang 52, chiều cao 25, và cái bề dày là 22, da thật 100%. Để mình xách tay như thế này. Và ở đây nó sẽ có hai cái ngăn, một cái ngăn ở đây sạch đẹp ha, và một cái ngăn ở đây. Bên trong lót sạch đẹp, và một cái ngăn ở đây, đựng từ 6 đến 8 bộ đồ, da thật 100%. Và một ngăn ở đây là bự nhất, bên trong sạch đẹp hết ha. Lên giùm em một cái mã 4999, 990k. Và kế đến là một cái ba lô da thật 100%, kích thước bề ngang 24, chiều cao 31, và cái bề dày là 20. Để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok. Ở đây nó có một cái thương hiệu ha, Bass Hand, dập nổi trên cái khoang khóa ha, lót sạch đẹp, bên trong dập hiệu, và một ngăn ở phía bên hông, lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây nữa, sạch đẹp. Bên trong là lót thương hiệu ha, lót dẹp hiệu thương hiệu hết, và da thật 100%. Lên nhìn em một cái mã 4874 ha, 590k.
Và kế đến là một túi đeo chéo thương hiệu Bali của Ý, kích thước bề ngang 27, chiều cao 31 và cái bề dày là 6 để mình đeo chéo, khá là đẹp ha, thương hiệu Bali, dập nổi trên cái miếng da ở đây và ở đây phối phía trước ha, và thương hiệu Bali, khoen khóa đều là dập hiệu thương hiệu hết, và cái dây thì chất liệu là vải dù ha, trắng. Ở đây nó sẽ có một cái khoa ngăn bự nhất, bên trong hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp ha, và thương hiệu Bali của Ý, và một ngăn ở đây lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Lên giùm em một cái mã 5003 900k, và kế đến là một sản phẩm, một chiếc cặp lựng laptop da thật 100%, kích thước bề ngang là 38, chiều cao là 25 và cái bề dày là 10, để mình đeo chéo khá là đẹp, thương hiệu ha, Safo, và da thật 100%, để mình xách tay đeo chéo đựng laptop, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Ở đây sẽ một cái ngăn chống sốc cho laptop ha, rất là đẹp luôn, và một ngăn ở đây thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây, và một cái khóa kéo miệng sạch đẹp hết. Lên giùm em cái mã là 4951 590k, và kế đến là một sản phẩm, một chiếc lết cầm tay của Nhật ha, kích thước bề ngang 25, chiều cao 17 và cái bề dày là 6, để mình xách tay như thế này, lết cầm tay xịn sò ha, và thương hiệu dập nổi ở đây, và mình mở ra như thế này thì bên trong lót sạch đẹp ha, thương hiệu Junko của Nhật, vừa làm lết cầm tay vừa để mình đeo vai, sạch đẹp hết ha. Và đây là cái đeo vai của mình, cái mình đóng lại như thế này, mình sẽ đeo vai và xách tay đều được ha. Xách tay thì mình sẽ thâu như thế này, mình xách tay đó. Lên giùm em một cái mã là 4754 490k, độ mới khoảng 80%, và cái đến là một cái cặp laptop ha, thương hiệu Sensonite của Mỹ, kích thước bề ngang 36, chiều cao 28 và cái bề dày là 13, để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok ha. Ở đây nó có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp thương hiệu Sensonite, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp, da thật 100%, rất là dày dặn, và thương hiệu Sensonite 1910, dập nổi trên cái khen khóa ha. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn đựng laptop ở đây, và một ngăn ở đây thương hiệu Sensonite của Italy ha, Sensonite
là thương hiệu của Mỹ nhưng mà xuất xứ từ Italy. Cái thiết kế tại Italy, một ngăn ở đây, hai ngăn này, và ở đây đựng cạc visit, chỉ là tùy thân, và một ngăn ở đây có khóa cấu miệng sạch đẹp. Để mình xách tay như thế này, đồ mới khoảng 80-85%, khá là mới. Và dây đeo chéo chất liệu là vải dù chắc chắn. Lên giùm em một cái mã là 5006, 5006 850k. Và kế đến là một chiếc ba lô da thật 100%, kích thước bề ngang 23, chiều cao 30, và cái bề dày là 11. Để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Và ở đây mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có một cái ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Một hai ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây có một cái khóa cá miệng sạch đẹp hết. Da thật 100%, đeo ba lô và xách tay đều được ha. Lên giùm em một cái mã 4887 ha, 590k. Và kế đến là một chiếc túi ha, xách tay rất là vintage, da thật 100%. Và ở đây nó sẽ khắc hình bông hoa rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang 24, chiều cao 21, và cái bề dày là 18, bề dày là 8. Da thật 100%. Để mình xách tay như thế này, đi tiệc rất là vintage luôn. Đựng vừa điện thoại và ví dài, và một ít tư trang. Bên trong lót da sạch đẹp hết. Da thật 100%, một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp ha. Ở đây là họa tiết khắc hình bông hoa. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn có khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp, khá là đẹp ha. Lên giùm em một cái mã 4787 ha, 450k. 4787 450k. Và kế đến là một chiếc ba lô thương hiệu Tucano, kích thước bề ngang 27, chiều cao 30, và cái bề dày là 13. Để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok. Và ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây, có một khóa cá miệng ha, lót bên trong sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây bên trong lót sạch đẹp hết ha. Và hai ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp có khóa cá miệng ở đây, và một ngăn ở đây sạch đẹp. Tucano dập nổi trên cái miếng da. Lên giùm em một cái mã 4911 ha, 590k. Kế đến là một chiếc ba lô khá là đẹp ha, thương hiệu Comico, kích thước bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao là 30, và cái bề dày là 13. Để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok. Ở đây mình đeo ba lô vào một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha. Đây là vào thẳng bên trong luôn, và một ngăn ở đây
sạch đẹp ha. Bên trong là lót hiệu thương hiệu Comico. Và đây mình sẽ mở ra. Đây mình mở ra thì mình sẽ rút cái cây này ra. Thì bên trong thì dạng bút két rút miệng. Lót bên trong sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu. Và còn có một cái ngăn ở đây. Sạch đẹp hết ha. Bên trong lót sạch đẹp. Ra giùm em một cái mã 4878 590k. Và kế đến là một chiếc cặp thương hiệu Đinh Hiêu, da thật 100%, kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30, và cái bề dày là 9, để mình xách tay như thế này rất là đẹp ha. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn khóa cái miệng ở đây. Bên trong là lót dập hiệu thương hiệu Đinh Hiêu hết. Và đây mình sẽ mở ra như thế này. Đây là thương hiệu Đinh Hiêu ha, dập nổi trên cái khóa. Và khóa này là màu vàng, rất là đẹp. Độ mới của chiếc túi này rất là cao, thích hợp làm quà tặng được. Đinh Hiêu của Ý, sản xuất tại Ý đây, Made in Italy, thương hiệu Đinh Hiêu. Và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Bên trong là lót dập hiệu thương hiệu Đinh Hiêu hết. Một ngăn ở đây, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp ha, xịn sò, da thật 100%. Để mình đi học hành hoặc là mình đi làm rất là đẹp luôn. Phía sau nó sẽ có một cái ngăn ha. Da rất là dày á, da rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Độ mới rất là cao, thích hợp làm quà tặng. Lên như cái mã là 5002, 2.100.000. Và kế đến là một chiếc ba lô da thật 100%, kích thước bề ngang là 22, chiều cao là 27 và cái bề dày là 14, để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là đẹp. Và cái chất liệu dây đeo là vải dù kết hợp với da. Phía sau nó sẽ có một cái ngăn, lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cái miệng. Bên trong lót sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cái miệng ở đây, sạch đẹp. Và ở đây nó sẽ có một ngăn nữa, lót sạch đẹp hết. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Lên giùm em một cái mã 4904 ha, 590k. Và kế đến là một chiếc túi du lịch da thật 100%, kích thước bề ngang là 50, chiều cao là 25, và cái bề dày là 26. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, có phát cái miệng đây, lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp. Và một hệ thống ngăn, một ngăn ở đây bên trong ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây thì vào thẳng bên trong luôn. Và một cái ngăn bự nhất ở đây,
ngang bự nhất ở đây thì đựng tầm 6 đến 8 bộ đồ. Đây thì cái ngang ở đây thì nó sẽ vào thẳng vào bên trong đây luôn, nó chỉ chia một cái ngang nhỏ này thôi. Da thật 100%, độ mới khoảng 80% để mình xách tay. Lên giùm em một cái mã. K. Và kế đến là một chiếc ba lô thương hiệu Outside, kích thước bề ngang 26, chiều cao 31 và cái bề dày là 14, để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là ok ha. Ba lô này nhỏ gọn để mình đựng đồ, đựng tầm 2-3 bộ đồ bên trong nè, lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp ha. Và ở đây nó hết 500, một ngăn ở đây sạch đẹp và một ngăn ở đây là bự nhất để mình đựng tầm 2-3 bộ đồ gọn gọn ha. Hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, dẹp hiệu thương hiệu. Lên giùm em một cái mã 4913, 590K. Kế đến là một chiếc cặp ha. Này là da mộc nguyên miếng, rất là dày, da thật 100%. Kích thước bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao là 31 và cái bề dày là 7. Xách tay và đeo chéo khá là đẹp ha. Ở đây nó sẽ có hai cái hệ thống ngăn, một ngăn ở đây lót bên trong và da đây, da mộc ha, da nguyên một cái tấm da là da rất là dày nha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây bên trong ha, lót sạch đẹp, mình có thể đựng laptop được, rất là ok ha. Lên giùm em một cái mã 4970, 490K và cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Và đây là miếng tết da, da thật 100%, da rất là dày ha. Và kế đến là một sản phẩm ha, một chiếc túi xách tay và đeo chéo đựng laptop có thương hiệu Mexican của Mỹ. Kích thước bề ngang là 38, chiều cao là 28 và cái bề dày là 7. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là ok ha. Xách tay và đeo chéo có một ngăn ở đây lót sạch đẹp ha, thương hiệu Mexican. Và một ngăn ở đây có hóa cái miệng ở đây sạch đẹp, bên trong là dập hiệu thương hiệu Mexican hết. Đây một ngăn ở đây và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp và thương hiệu Mexican dập nổi trên cái miếng da, một ngăn là dập nổi trên cái miếng đồng. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, một ngăn ở đây sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp hết, da thật 100% hết. Lên giùm em một cái mã 5005, 790K. Và kế đến là một cái sản phẩm, một chiếc túi đeo chéo form hộp, kích thước bề ngang 18, chiều cao 20 và cái bề dày là 7. Đây mình sẽ mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây, bên trong lót phun sơn ha, một ngăn ở đây và thương hiệu Disbit
dập nổi trên cái miếng đồng mà một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, để hết 500 ở đây, nó hết 500 và độ mới chở 80%. Lên dùm em một cái mã 4592, 750 giảm còn 400. Và một chiếc túi ha, một chiếc túi xách tay da đà điểu thật 100%, kích thước bề ngang 30, chiều cao là 20 và cái bề dày là 13, khá là đẹp ha. Ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây có khóa cáo miệng ha, lót sạch đẹp, da đà điểu thật 100%, da đà điểu già. Và hai ngăn ở đây, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây hết 500 sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp hết, hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp, lót sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã là 3200, 1.100.000 giảm còn 700. Và kế đến là một sản phẩm, một chiếc túi xách tay da thật kết hợp với da hu dạng foam handmade, dạng foam handmade như thế này, và đây là da hu kết hợp với da thật màu trắng sữa. Kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 23 và cái bề dày là 16. Để mình xách tay như thế này. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn có khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót da xịn sò ha. Để mình xách tay như thế này. Và một ngăn ở đây. Bên trong lót sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Dạng foam handmade. Lên giùm em một cái mã 4739 ha, 690k. Và một chiếc bao tử da thật 100% màu vàng bò, khá là đẹp. Kích thước bề ngang 27, chiều cao là 26 và cái bề dày là 7. Để mình đeo chéo khá là đẹp ha. Một ngăn ở đây, có khóa cáo miệng đây. Và giá thật 100%, rất là đẹp. Và ở đây, nó sẽ có một cái ngăn ở phía sau ha. Lót sạch đẹp ở đây. Và mình mở ra như thế này, thì bên trong nó sẽ có một cái ngăn lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết. Lên dùm em một cái mã 4827, 490k. Và một chiếc túi bao tử ha, thương hiệu Lafina, da thật 100%, kích thước bề ngang là 15, chiều cao là 29 và cái bề dày là 6. Để mình đeo chéo ha, khá là đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái nút khuếch 500, lót sạch đẹp ở đây. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng. Bên trong lót sạch đẹp. Một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây, sạch đẹp ha. Thương hiệu Lafina, dập nổi trên cái miếng da. Và phía sau ở đây, nó sẽ còn có một cái ngăn nữa ha. Lót sạch đẹp hết. Và cái chất liệu dây đeo chéo là vải dù, dập hiệu thương hiệu. Lên dùm cái mã là 4835, 490k. Và kế đến là một chiếc túi màu xanh, thương hiệu MCM của Đức. Thương hiệu rất là nổi tiếng nha. Kích thước bề ngang là 17, chiều cao là 30 và cái bề dày là 7. Một ngang ở đây,
sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây có nút khách 500, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Ở đây nó sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây. Bên trong là lót sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây. Sạch đẹp. Da thật 100% thương hiệu MCM của Đức. Lên dùm em một cái mã là 4844 490k. Và kế đến là một bao tử da thật 100%, kích thước bề ngang 16, chiều cao 31 và cái bề dày là 6, để mình đeo chéo ha, đeo bao tử phía trước. Một ngăn ở đây, lót bên trong ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng, cái hết 500, lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây sạch đẹp. Và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng sạch đẹp. Da thật 100%, rất là dày dặn và chắc chắn. Cái dây đeo chéo là vải dù. Lên giùm em một cái mã là 4849 490k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Video của em lên vào lúc 12 giờ và 19 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tạm biệt cô chú anh chị.